U19 nữ Việt Nam chạm trán U19 nữ Thái Lan trong trận chung kết giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Đây được xem là cuộc đọ sức thượng đỉnh của hai nền bóng đá nữ mạnh và phát triển ổn định nhất trong khu vực. Phong độ của các đội bóng tiếp tục được thể hiện ở giải đấu năm nay. U19 nữ Việt Nam đã 2 trận vòng bảng và 1 trận bán kết nhưng mới chỉ thủng lưới 1 bàn và ghi được 11 bàn. Trận đấu với U19 nữ Myanmar khó khăn nhưng các cầu thủ trẻ chứng minh được bản lĩnh của mình khi đánh bại đối thủ trong hiệp phụ. Bên kia chiến tuyến, U19 nữ Thái Lan vượt qua vòng bảng và nhanh chóng đè bẹp U19 nữ Indonesia với tỷ số 7-1. U19 nữ Thái Lan đang có lợi thế nhất định về mặt thể lực. Đội bóng xứ chùa vàng trải qua trận đấu dễ dàng ở bán kết khi U19 nữ Indonesia mất người do thẻ đỏ từ phút thứ tư. Chiến thắng 7-1 sau 90 phút thi đấu chính thức không tiêu tốn nhiều sức của U19 nữ Thái Lan. U19 nữ Việt Nam lại gặp thử thách với 120 phút căng thẳng trước U19 nữ Myanmar. Bàn thắng của Lê Thị Trang cuối hiệp phụ đầu tiên phần nào giúp đồng đội ổn định hơn về tâm lý và giành vé vào chung kết. Đây là bài toán không dễ có lời giải với huấn luyện viên Akira Iziri khi khả năng phục hồi của cầu thủ nữ luôn là rào cản. Tuy nhiên, U19 nữ Việt Nam với lứa cầu thủ được chơi cùng nhau nhiều năm đang cho thấy sự tiến bộ trong những giải đấu gần đây. Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm luôn có bản lĩnh thi đấu tuyệt vời. Ở tuổi 19, Bảo Trâm thể hiện nhiều kỹ năng ấn tượng và còn thường xuyên băng lên tấn công khi cần. Trong khi đó, các tiền vệ như Vũ Thị Hoa, Ngọc Anh và đặc biệt là Trần Nhật Lan sở hữu kỹ thuật cá nhân và thể lực bền bỉ. Hàng công là nơi mang đến nhiều hy vọng cho ông Akira Iziri. Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên thường xuyên ghi bàn ở giải nữ vô địch quốc gia dù cô thua thiệt về chiều cao và thể lực so với các đàn chị. Hoàng Vân và Tạ Thị Thủy còn rất trẻ nhưng sớm được tạo cơ hội ra sân trong màu áo phong phú Hà Nam. Thể hình và kỹ thuật là điểm mạnh của Tạ Thị Thủy. Với Hoàng Vân, tốc độ, xé gió và kỹ thuật của cô gái này đủ sức làm náo loạn mọi hàng thủ. Không dễ để U19 nữ Việt Nam thắng trận nhưng nếu thi đấu tập trung và tận dụng cơ hội tốt, chiến thắng là mục tiêu nằm trong tầm tay Bảo Trâm và đồng đội. Dự đoán U19 nữ Việt Nam 1-0 U19 nữ Thái Lan.